Hello, hello, xin chào tất cả các anh chị em. À, bây giờ chúng ta đang live và hôm nay à, Huy Anh rất là vui mừng được à, chào đón anh chị em đến với chương trình Live stream uh, Masterclass của K358. À, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ là à, bật mí cho anh chị em đặc biệt những anh chị em mới tìm hiểu. Chúng ta sẽ được khám phá cái bí mật là làm sao chúng ta có thể à, xây dựng được một cái hệ thống kinh doanh online tự động hóa để giúp cho chúng ta thay đổi cuộc sống của mình. Và À, trước khi mà vào những cái nội dung về chuyên môn thì huy anh có một cái hình ảnh rất muốn tặng cho anh chị em à, từ những người mà huy anh đã học được trong cái hành trình này đó là gì à, khi mà bạn không tìm ra được cách kiếm tiền à, ngay cả khi bạn đang ngủ thì bạn sẽ phải làm việc suốt đời đây là câu nói nổi tiếng của nhà đầu tư số một thế giới là warren buffett và à, người thứ hai nữa cũng là một người mà à, gần như là cha đẻ của hệ thống internet marketing à, theo hình phễu hiện nay đó chính là russell Brunson À đây cái hình ảnh mà của Russell Brunson trong 15 năm trước vào năm 2009 khi mà anh đi học lần đầu tiên về internet marketing của Dan Kennedy và năm 2014 thì anh đã sáng lập ra ClickFunnels và hiện nay thì công ty đó đang đạt được doanh thu hàng năm là 160 triệu đô và công ty được định giá khoảng 5 tỷ đó, anh chị em hãy để ý con số này làm sao chúng ta có thể tạo ra một công ty có doanh số như vậy nhưng mà công ty được định giá thì lại lớn hơn cái doanh thu của chúng ta đến 20 đến 30 lần thì đó là một trong những bí mật mà hôm nay chúng ta cũng sẽ được uh, tìm hiểu vì Huy Anh cũng đang ở trong uh, hệ thống của Russell Branson và được học những uh, trực tiếp từ cái cách làm marketing làm sao để chúng ta có thể đưa doanh nghiệp của chúng ta lên uh, online à, Vậy thì uh, một hệ thống tự động hóa doanh nghiệp cũng như là k 58 mà các bạn muốn xây dựng thì uh, chúng ta cần có những cái gì uh, Hệ thống này sẽ giúp cho các bạn có được công cụ bán hàng tự động cần thiết cho doanh nghiệp của các bạn và chúng ta sẽ có những chương trình training uh, mentorship tức là cầm tay chỉ việc giúp bạn nắm bắt được các kỹ năng uh, kinh doanh digital marketing. Và ngoài ra trong hệ thống uh, ngay cả những anh chị em mà chưa có sản phẩm gì, chưa biết kinh doanh cái gì thì trong này chúng tôi sẽ có những cái sản phẩm uh, giúp cho uh, tất cả các bạn có thể đáp ứng được uh, cái nhu cầu kinh doanh của các bạn và cái sản phẩm đó sẽ đáp ứng đúng cái nhu cầu của thị trường cũng như đúng cái xu hướng của tương lai. Uh, và bên cạnh đó một cái rất là quan trọng đó chính là À, chúng tôi sẽ cung cấp cho mọi người những cái quy trình để xây dựng cái doanh nghiệp online của chính các bạn và được thể hiện qua những cái buổi uh, training, những buổi zoom và những cái chương trình tự động hóa. Vậy thì uh, cái này quan trọng hơn nữa đó là gì? Kể cả khi các bạn mà không có kinh nghiệm về kinh doanh, chưa biết kinh doanh cái gì cả hoặc là chưa cần biết làm online, đúng không? chỉ cần có chiếc điện thoại và internet thôi là các bạn đã có thể bắt đầu từng bước xây dựng được rồi và từng bước học để xây dựng doanh nghiệp online của chính các bạn và với cái kinh nghiệm xây dựng hệ thống của tôi trong hai năm qua cũng như những cái mà đã tìm hiểu về internet marketing cũng như cách mà các doanh nghiệp đã phát triển thì vận dụng, sức, vận dụng sức mạnh cộng đồng trong kinh doanh là một cái yếu tố vô cùng quan trọng mà cái đó chính là cái khả năng mở rộng với chi phí thấp và chính là cái chìa khóa quan trọng để cho doanh nghiệp của chúng ta có thể tạo được bước đột phá bởi vì có rất nhiều anh chị em trong kinh doanh truyền thống chúng ta cũng muốn mở rộng chúng ta muốn tăng doanh thu thì chúng ta thường thường sẽ phải mở thêm một chi nhánh nữa hoặc là chúng ta sẽ phải thêm rất là nhiều người làm thêm hàng hóa nhập về nữa đúng không nhưng mà đối với kinh doanh ở trong network khi mà chúng ta biết vận dụng sức mạnh của cộng đồng thì chúng ta sẽ có thể mở rộng cái doanh nghiệp của chúng ta với chi phí thấp hơn rất là nhiều và đây là một trong những yếu tố rất là quan trọng để giúp chúng ta bởi vì trên thế giới thì có rất rất nhiều người cũng đang mong muốn với cái số vốn dù nhỏ của mình nhưng mà với quyết tâm cao và với một cái phương pháp đúng đắn thì hoàn toàn có thể kiến tạo được những cái hệ thống kinh doanh dựa trên sức mạnh của cộng đồng và đó cũng chính là một trong những sứ mệnh mà chúng tôi trong nhóm của chúng ta chúng ta sẽ đưa lên hàng đầu. Vậy thì câu hỏi đặt ra là mô hình kinh doanh này có phải dành cho bạn hay không? Nếu bạn lần đầu tiên mà nghe thấy chương trình kinh doanh online tự động hóa thì bạn đã đặt câu hỏi cho chính mình là cái công việc mà hiện tại bạn đang làm dù là bạn đang làm công an lương hay là bạn đang làm một doanh nghiệp truyền thống của các bạn thì câu hỏi đặt ra là bạn có đang có đủ thời gian dành cho bản thân của mình dành cho gia đình và cho con cái của mình hay không hay là có một lúc nào đó mặc dù bạn đang có thu nhập tốt nhưng bạn có cảm giác là thiếu một sự hạnh phúc nào đó mà bạn không thể lý giải được hay là cái việc là thu nhập hiện tại của các bạn mà bạn vẫn cảm thấy là chưa tương xứng với cái năng lực năng lực với cái công sức của mình với cái sự đầu tư của mình hay không hay là uh, mỗi sáng mà thức dậy thì bạn cảm thấy mệt mỏi và không muốn đi đến chỗ làm bởi vì mình phải tuân theo kế hoạch của người khác Đó. bạn uh, mong muốn làm chủ thời gian của mình này muốn uh, mở rộng cái không gian làm việc muốn có cái nhiều không gian làm việc cái đa dạng ở nhà đi chơi và bạn muốn sở hữu một doanh nghiệp online riêng của mình hay là bạn muốn bỏ ra một cái khoản tiền đầu tư hợp lý thôi nhưng mà lại không cần lo lắng về kho bãi, không cần lo lắng về nhân sự hay là tiền thuê cửa hàng gì cả. đúng không ạ? À, trong công việc bạn có muốn đi du lịch hay không? Mà khi du lịch thì cái doanh nghiệp của bạn vẫn được vận hành một cách tự động. Hay là câu hỏi dài hơi hơn đó là gì? Bạn có muốn được nghỉ hưu sớm, đúng không? Với một cái nguồn thu nhập ổn định từ hệ thống kinh doanh của các bạn hay không? Và cái kế hoạch tài chính dự phòng của các bạn như thế nào để cho nó được vững chắc? thì đó là những cái câu hỏi mà à, nếu các bạn trả lời đều là có thì chúng ta sẽ biết rằng đây là một cái cơ hội một cái mô hình thực sự dành cho bạn khi mà kinh doanh đây là những cái mong muốn mà rất nhiều anh chị em là doanh nhân đều mong muốn có được thứ nhất đó là có nguồn thu nhập thụ động cao để có thể làm được những điều mình muốn và mình cũng muốn có thêm nhiều thời gian hơn cho gia đình hay là bạn có muốn có một cuộc sống hạnh phúc vẹn tròn thỏa mãn được những ước mơ trong cuộc sống dù ước mơ đó là bất cứ cái gì đó là sở hữu một căn nhà, một căn biệt thự, một cái xe, một cái nhà để cho thuê vân vân, hay là sở hữu được những cái chương trình kinh doanh tự động hóa, hay là chúng ta có thể đi du lịch hay chúng ta có thể làm những việc công việc từ thiện gì, đúng không ạ? chỉ cần chúng ta có mong muốn nó thôi và có những cái vấn đề cũng như có những cái khát khao giống như Huy vừa chia sẻ thì chắc chắn rằng đây sẽ là mùi lý tưởng cho các bạn, đúng không ạ? ngay cả Huyền nhấn mạnh lại đó là ngay cả cho những anh chị em mà chưa có kinh nghiệm làm việc online, thậm chí là chưa từng kinh doanh à, bất kỳ một sản phẩm gì cả, chắc là anh chị em sẽ rất tò mò rồi đúng không ạ? Thì à, trước khi mà đi sâu hơn, thì chúng ta sẽ cùng với nhau à, xác định thêm một cái nữa đó là cái à, thực tế, vì đây không phải là một chương trình à, làm giàu nóng hổi, đây không phải là chương trình mà chúng ta có thể bấm một cái nút và chúng ta sẽ tạo được một hệ thống kinh doanh online tự động hóa, à, chúng ta vẫn tuân theo những nguyên lý tự nhiên đó là gì chúng ta uh, có thể mơ trở thành triệu phú nhưng chúng ta không thể thành triệu phú sau một đêm mà không có bất kỳ một hành động gì đúng không ạ uh, chúng ta có thể đặt mục tiêu rất là cao chúng ta có thể uh, mơ ước này nọ chúng ta có thể viết ra một cái bản kế hoạch uh, đồ sộ bản kế hoạch chi tiết nhưng mà nếu mà chúng ta uh, không thực hiện điều đó thì huy anh tin rằng theo nguyên lý tự nhiên đó là không có phần thưởng dành cho chúng ta là chúng ta sẽ trở nên giàu có hoặc là sở hữu một hệ thống kinh doanh được cả tất cả sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực của chính chúng ta đó. mặc dù đây là hệ thống đã được chứng minh trên toàn thế giới nhưng mà nếu uh, ẩn số quan trọng nhất đó chính là các bạn mà các bạn không tìm ra ẩn số của chính mình không có những nỗ lực có những hành động có những kế hoạch của riêng mình thì huy anh tin rằng uh, việc mà chúng ta trở nên thành công sẽ là một cái ước mơ rất là xa vời vì vậy đây là một cái thực tế mà Huy Anh rất là mong muốn uh, trong buổi chia sẻ Masterclass này chúng ta hãy cùng nhau nhìn thẳng vào sự thật. Bởi vì tất cả những cái điều mà Huy Anh chia sẻ ngày hôm nay chính là dành cho các bạn. Đúng không? Bởi vì câu hỏi uh, duy nhất của chúng ta ngày hôm nay đó là không phải chúng ta ở đây bán được bao nhiêu tiền, bán được uh, lời lãi bao nhiêu. Đúng không? Mà câu hỏi quan trọng nhất đó là gì? Làm sao uh, Huy Anh cũng như anh chị em trong hệ thống, những người đã có kinh nghiệm có thể giúp các bạn, đặc biệt những bạn mới vào ngày hôm nay có thể xây dựng được một hệ thống kinh doanh online tự động hóa thì chúng ta sẽ đi vào uh, trong một uh, nội dung chính luôn để cho anh chị em không phải đợi chờ lâu thì anh chị em cũng biết rằng trong kinh doanh thì chúng ta cần phải xác định những cái yếu tố quan trọng nhất trước khi mà chúng ta khởi động uh, khởi nghiệp bất kỳ một điều gì đó, thì hôm nay anh sẽ chia sẻ cho anh chị em bí mật đó là ba cái trụ cột mà bất kỳ doanh nghiệp thành công nào cũng cần có được đây là ba trụ cột mà không chỉ trong doanh nghiệp uh, truyền thống mà tất cả các doanh nghiệp trên thế giới hoặc tất cả ai đang kinh doanh khi mà chúng ta đã xác định được sau khi chúng ta xác định được tư duy tâm thức và mindset rồi thì đây là những cái yếu tố về mặt kỹ thuật mà chúng ta cần phải có để chúng ta có được thành công cái đầu tiên đó là chúng ta cần phải có sản phẩm mà mọi người đều mong muốn đúng không ạ uh, chúng ta có thể uh, nghĩ rằng cái sản phẩm với cái chức năng rất là hay một cái chức năng rất là độc đáo rất là lạ mà mọi người chưa bao giờ có được nhưng nếu mà mọi người thực sự không cần nó thì chúng ta có kinh doanh được không ạ chắc chắn là không rồi đúng không ạ à, vì thế khi mà dù trước khi mà nghĩ ra bất kỳ một chiến lược kinh doanh nào đó bất kỳ một cái uh, kế hoạch bán hàng hay là kế hoạch xây dựng hệ thống đội nhóm nào đó thì cái sản phẩm là một điều vô cùng quan trọng bởi vì điều quan trọng nhất trong kinh doanh vẫn là chúng ta trao được cái giá trị gì cho cộng đồng trao được giá trị gì cho những người mà đồng hành cùng với chúng ta và sau khi đã có được sản phẩm rồi thì Huy Anh cũng bật mí với các bạn là chúng ta sẽ được cung cấp những cái thông tin về những cái sản phẩm mà vừa giúp cho anh chị em có thể hạnh phúc mà vừa giúp cho anh chị em có được cái thu nhập cao thông qua hệ thống K358 thì cái mô hình bán hàng là cái điều tiếp theo. Ở đây, theo một nghĩ đơn giản tức là khi mà chúng ta đã có sản phẩm rồi thì cái cách mà chúng ta chia sẻ đưa thông tin về sản phẩm của chúng ta đến với thị trường là điều quan trọng thứ hai, đúng không ạ? Chúng ta có thể có một cái sản phẩm rất là tốt có một cái hệ thống, có một dịch vụ, một cái chương trình, một quy trình rất là tốt. Nhưng nếu chúng ta không biết cách chia sẻ cái điều đó đến với càng nhiều người càng tốt. Mà ở đây Huy Anh muốn nhấn mạnh là đến càng nhiều đúng người càng tốt, đúng không ạ? Phải đúng người nhé, anh chị em nhé. Tại vì có rất nhiều người với các nhu cầu khác nhau ở trên thị trường. Nhưng mà nếu chúng ta không chia sẻ đúng người thì chúng ta sẽ cứ đi chia sẻ, chia sẻ, chia sẻ. Rồi mà sẽ không đạt được kết quả như mong muốn, được không ạ? Đó đó là cái điều thứ hai mà rất là quan trọng. Cái điều thứ ba nữa đó là một cái hệ thống tự động hóa để đưa cái thông tin cũng như cái quy trình để cho khách hàng, cho thành viên, cho đối tác hay là chỉ thị trường đúng không ạ? À, rất nhiều anh chị em kinh doanh truyền thống à, khi mà chúng ta có được một cái cửa hàng tốt, có một cái doanh nghiệp tốt nhưng mà chúng ta không nghĩ đến tự động hóa quy trình và đến một lúc nào đó Tự nhiên mọi người dừng lại và hỏi tại sao mình cứ phải làm việc mãi đúng không ạ? Tại sao mình cứ tối ngày tất bật với cái doanh nghiệp của mình và mình không rút chân được ra, không có thời gian để dành cho chính mình thì một cái yếu tố vô cùng vô cùng quan trọng. À, bởi vì Huy anh tin rằng à, sản phẩm tốt ở trên thị trường rất là nhiều và mô hình bán hàng ở trên thị trường nếu mà chúng ta tìm hiểu thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều. Nhưng mà cái suy nghĩ về lập quy trình và xây dựng cái hệ thống tự động hóa thì không phải doanh nhân nào cũng nghĩ đến. Mọi người thường thường sẽ bị say mê vào cái công việc mà mình yêu thích. Mình có thể thích chia sẻ về sản phẩm, mình có thể thích uh, tư vấn, mình có thể thích uh, chăm sóc khách hàng, mình có thể thích gọi điện, mình có thể thích uh, tạo ra cái sản phẩm, ngồi mây mò để làm sản phẩm này, sản phẩm kia, nghiên cứu sản phẩm này, sản phẩm kia, nhưng mà thường rất ít người mà nghĩ đến quy trình, quy trình hóa nó lên, tất cả những cái thông tin, tất cả những công việc mà mình làm thành một cái quy trình chuẩn để giúp cho À, mọi người có thể xây dựng được một cái mô hình tự động hóa để đưa thông tin đó đến cho khách hàng, đến cho thành viên, đến cho thị trường ngay cả khi chúng ta đang ngủ, đúng không ạ? Đó là một cái à, rất là quan trọng. Huy Anh muốn nhấn mạnh ở đây, đúng không? một lần nữa. Tất cả các anh chị em ở đây có những anh chị em đến từ nhiều nước khác nhau, đúng không? Có những nơi vẫn là buổi sáng, có những nơi thì đã buổi tối rồi. Như vậy thì cái yếu tố quan trọng nó gì? Chúng ta À, trong kinh doanh chúng ta bắt buộc phải nghĩ ra một cái hệ thống mà chúng ta có thể kiếm tiền ngay cả khi chúng ta đang ngủ thì như vậy chúng ta mới thực sự có được cái sự tự do đó, ngoài cái yếu tố nó là kinh doanh ở trên toàn cầu hay là kinh doanh uh, bền vững giá trị thực ra thì chúng ta cần phải có được cái sự tự động hóa đó rồi vậy thì chúng ta sẽ đi vào cái yếu tố đầu tiên chúng ta cần phải có sản phẩm mà mọi người mong muốn đúng không ạ vậy thì thế nào là uh, chúng ta có thể đáp ứng được mong muốn của mọi người thông qua sản phẩm của chúng ta thì uh, trên thị trường có rất là nhiều cái nhu cầu khác nhau uh, chắc chắn là có rất nhiều người đã từng mở cửa hàng truyền thống mở nhà hàng rồi mở cửa hàng quần áo bỗng nhiên là thấy không có ai đến với mình cả mặc dù mình đã chuẩn bị rất là kỹ mình đã uh, ví dụ như nhà hàng thì chuẩn bị đầu bếp rất là chuẩn rồi đúng không nhưng mà lại không thấy khách hàng đến đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì có lẽ mọi người là chưa phân tích được cái nhu cầu của cái thị trường ở nơi đó thì uh, rất mừng là ngài Abraham Maslow ông đã uh, phát triển được một cái hệ thống về nhu cầu mà giúp cho các tập đoàn lớn các công ty có thể đào tạo được uh, doanh nghiệp của mình về nhu cầu của khách hàng và ông đúc kết lại là chỉ có trong năm cái nhu cầu này thôi thì cái việc đào tạo về nhu cầu này thì sẽ được K ba chia sẻ và training trong các cái buổi zoom cụ thể khi mà anh chị em đã hợp tác với K358 cũng như tìm hiểu sâu hơn về hệ thống của chúng tôi, nhưng đây là nhu cầu mà quan trọng nhất ở trên thị trường và nếu mà đáp ứng được càng nhiều những nhu cầu này trong một thời gian càng dài đúng không ạ thì chúng ta càng có cơ hội để thành công cao và tương tự như vậy bất kỳ một sản phẩm nào mà chúng ta tìm hiểu ở trên thị trường thì nó đều phải đáp ứng được nhu cầu của con người đúng không ạ dù là kỹ thuật hay là dù là đồ ăn đồ uống hay là dù là mỹ phẩm hay là dù tư vấn về sức khỏe, tư vấn về tâm lý, tư vấn về bất kỳ một cái gì đó về uh, sự hạnh phúc, uh, về mối quan hệ vợ chồng, vân vân thì chúng ta đều phải đáp ứng cái nhu cầu của ai, của con người đúng không ạ và cái yếu tố thứ hai nữa đó là trong thời gian càng lâu thì càng tốt uh, khi mà chúng ta để ý đến điều này thì chúng ta sẽ thường thường phân tích được những cái sản phẩm mà ví dụ như chúng ta có thể đầu tư một lần thôi nhưng mà con người có thể dùng hay là thị trường có thể dùng nó càng lâu càng tốt đúng không ạ và ngoài ra yếu tố như thị trường còn đang mới hay là những cái giá cả hợp lý và nó phải bền đúng không ạ yếu tố như là kinh doanh khắp nơi ngay tại nhà hay là một cái rất là quan trọng nữa mà huy anh rất là hay để ý khi mình chọn sản phẩm kinh doanh đó là có hai thứ thứ nhất đó là gì đó là chi phí tái tiêu dùng ít đó, bởi vì tái tiêu dùng là một kỳ yếu tố mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần đó nhưng mà nếu mà chúng ta tái tiêu dùng mà khách hàng phải tái tiêu dùng với mức cao quá đúng không thì thường thường thì mọi người sẽ lại bắt đầu đi tìm những cái sản phẩm khác tương tự mà có mức tiêu dùng ít hơn. Và ngoài ra có một cái chi phí nữa mà rất ít người trong kinh doanh để đến để ý đến nó là gì? Nếu như mọi người mà có một lúc nào đó suy nghĩ uh, bất chợt về cái sản phẩm của mình và muốn thay thế nó chẳng hạn thì cái chi phí thay thế đó thường thường sẽ phải rất là cao. Nó đây là cái điều mà Huy anh đã học được trong cái quá trình làm cho các tập đoàn ở Đức. Uh, tại sao mà có những tập đoàn ở Đức hiện nay có thể về mặt uh, công nghệ thì họ không thể bằng được với một số các tập đoàn khác ở các nước ví dụ như là Mỹ và Trung Quốc nhưng mà khách hàng của họ thì rất là khó thay thế hệ thống của họ bởi vì cái chi phí thay thế đó rất là cao và nó phải tạo ra một sự thay đổi mà tạo ra cái giá uh, chi phí đó nó còn lớn hơn so với việc là cứ giữ hệ thống cũ mà thay đổi mà mà sử dụng đó thì đó chính là một trong những cái yếu tố mà rất là quan trọng trong cái sản phẩm và rất là mừng bởi vì sau một cái quá trình thử nghiệm sau một cái quá trình mà cũng sử dụng và kinh doanh không chỉ có huy anh mà có rất nhiều anh chị em ở trong cộng đồng K358 thì chúng ta đã có những cái sản phẩm uh, kết hợp với cộng đồng K358 đáp ứng được những cái nhu cầu này ở trên thị trường và huy anh rất là vui mừng và hạnh phúc vì sẽ được chia sẻ sâu hơn cho anh chị em về những cái sản phẩm trong các uh, buổi training của hệ thống uh, trụ cột thứ hai nữa đó là gì là uh, hệ thống thông tin sản phẩm ra thị trường hay là cái cách mà chúng ta sẽ chia sẻ sản phẩm ra thị trường đúng không? thì uh, như anh chị em đã biết rằng để đưa một cái sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng thì chúng ta có những cách nào ạ thường thường chúng ta có thể mở cửa đi ra ngoài ngõ và chúng ta có thể mua hàng ở một cửa hàng đại lý thậm chí là độc quyền phân phối ở địa phương của mình đúng không ạ hoặc là chúng ta có thể lên mạng để mua ở trên những trang mạng ngoài ra cái cách thứ hai là chúng ta có thể mua trực tiếp từ nhà sản xuất nó đây là cái tiếng anh gọi là direct selling một cái hình thức mà đang uh, ngầm phát triển cùng với cả internet hiện nay mà thực ra rất là nhiều hãng ở trên thế giới cũng đang ngầm sử dụng ví dụ như là mô hình uh, cái chuỗi bán lẻ của tập đoàn Walmart ở trên thế giới đã sử dụng hình thức affiliate từ rất lâu rồi hay là eBay hay là Amazon là những người khổng lồ trong cái ngành bán lẻ họ đã sử dụng cái hình thức affiliate tức là tiếp thị mạng lưới tức là không phải là thông qua các cái đại lý độc quyền nữa mà tất cả các đại lý và chi nhánh các công ty đều có một cái vai trò ngang nhau ở trên cùng một nền tảng và họ kinh doanh ngang nhau chứ không còn phụ thuộc vào đại lý tổng hay là đại lý vùng hay là đại lý miền nữa, đúng không ạ? thì đó là những cái mà tổng hợp lại cái cách mà đưa thông tin đến người tiêu dùng đó thì chúng ta có hai cách đó là các mạng lưới đại lý đại diện độc quyền Đấy, chính ra cái đó nó chính là bán hàng gián tiếp, đúng không ạ? bởi vì nhà sản xuất không chuyển trực tiếp từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cũng như không có cái hóa đơn trực tiếp của nhà sản xuất đến với người tiêu dùng, mà hóa đơn thường thường là của các đại lý, đúng không ạ? Nhưng mà hình thức thứ hai là hình thức mà K358 chọn để hợp tác đồng hành cùng. Thì đây là cái hình thức mà giúp cho chúng ta giảm thiểu cái chi phí về kho bãi, giảm thiểu chi phí về uh, người làm, giảm thiểu chi phí về uh, những cái vận hành chăm sóc sau khi mà mọi người đã mua hàng, thì đó là cái hệ thống bán hàng trực tiếp và hệ thống tiếp thị mạng lưới network marketing này được dựa trên cái hệ thống affiliate marketing thì cái tài sản giá trị nhất của công ty của bạn chính là cách mà bạn giúp khách hàng biết đến nó. Nên vậy thì uh, chúng ta uh, cũng rất là vui mừng và hạnh phúc bởi vì sao bởi vì hiện nay internet đã phát triển và có một từ khóa mà Huyền tặng cho anh chị em ngày hôm nay với những anh chị em mà mới uh, nghe thấy cái online marketing tự động hóa lần đầu đó là attraction marketing online attraction marketing online là gì thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu rất là nhiều ở trên thị trường thì attraction tức là thu hút đúng không? marketing thì là marketing đưa thông tin rồi nhưng mà à, với cái attraction ở đây tức là chúng ta thực sự trở thành một cái thỏi nam châm chúng ta thực sự xây dựng được một mối quan hệ với cái đối tác khách hàng phù hợp với mong muốn của chúng ta cũng như mong muốn của khách hàng một cách tự nhiên nhất đúng không thì không có gì khác ngoài chúng ta vẫn phải theo cái nguyên lý tự nhiên đó là gì dù chúng ta cũng quảng cáo có làm video, có đưa bài hay đến mấy đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta không đúng với nhu cầu của mọi người, không đúng với bản thân của chúng ta, mà chúng ta chỉ nên trở thành một người khác, uh, hoặc là chúng ta bán hàng không đúng giá trị chẳng hạn, hay là chúng ta uh, thúc ép mọi người mua hàng, thì nó sẽ tạo ra những cái phản ứng không tốt từ người mua hàng, cũng như cái hệ thống của chúng ta sau này sẽ không vận hành được một cách tự nhiên. đúng không? Vậy thì uh, hình thức Attraction Marketing hiện nay uh, phổ biến nhất đó chính là cái phễu marketing chuyển đổi ấy. À, anh chị em có thể hình dung là mỗi ngày chúng ta mở facebook lên mấy lần ạ à, chúng ta có bao giờ đếm là bao nhiêu phút chúng ta vào facebook không và những cái thông tin ở trên đó thì ngoài thông tin người thân người quen bạn bè của chúng ta ra thì còn có những cái thông tin nào khác nữa không đúng không ạ hay là youtube tại sao người ta hay xem giữa những cái đoạn uh, youtube vào một cái đoạn quảng cáo đúng không ạ hay là tiktok tại sao nhiều khóa học tiktok lại ra đời đến như vậy tại sao nhiều khóa học làm video uh, hay là làm uh, shopee vân vân lại ra đời đến như vậy bởi vì đó chính là một trong những cái mà uh, công thức, một cái nguyên lý về phiếu mà các tình chuyển đổi đã ra đời cách đây khoảng 15-20 năm. Và cái uh, đấy không có gì khác ngoài chúng ta chọn lọc, chúng ta lọc ra những người mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta có thể uh, có khả năng tiếp cận ở trên Internet dựa vào mối quan tâm của họ, mong muốn của họ và chúng ta đưa cho họ những thông tin về lợi ích, về sản phẩm của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta đưa cho họ những lợi ích khi mà họ đồng hành hợp tác cùng với chúng ta thì họ sẽ được cái gì từ đó họ có thể có tự động có những cái hành động cụ thể và dẫn đến việc là chốt sale hoặc là đồng hành cùng với chúng ta và ngoài ra cái phiếu marketing chuyển đổi ngày nay còn được nâng tầm lên nữa nữa đó chính là được tự động hóa rất là nhiều Ở à, đây chính là một trong những cái bí mật mà rất nhiều tập đoàn ở trên thế giới rất nhiều các doanh nhân thành công ở trong network marketing đã đang sử dụng vậy thì điều gì chúng ta có thể làm được hay là phải đầu tư để mà tạo ra một hệ thống như vậy đúng không ạ rất nhiều anh chị em nghĩ đến là gì phải hiểu biết về kỹ thuật đúng không ạ nói đến uh, điện thoại nói đến internet online mọi người nhắc ngay đến từ kỹ thuật và có thể có rất nhiều uh, anh chị em bảo ôi có thể là tôi không biết về kỹ thuật đâu không biết sử dụng máy tính đâu sẽ không làm được đúng không ạ hay là chúng ta phải có kinh nghiệm thiết kế nhìn thấy những đoạn video và những cái ảnh rất là đẹp thì chúng ta sẽ thường thường có câu hỏi là làm sao mà mình làm được đúng không ạ rất là khó đó, như vậy đây cũng là một trong những yếu tố rất là quan trọng và ngoài ra chúng ta phải hiểu biết về marketing nữa, post bài à, vào lúc nào này, làm thế nào để tự động hóa này, rồi à, đưa bài cho đối tượng nào để cho hợp lý nhất đúng không ạ? và ngoài ra nữa một yếu tố nữa đó là thời gian cần rất nhiều thời gian bởi vì như anh đã chia sẻ từ lúc đầu đó là gì? không ai có thể giàu lên sau một đêm được đúng không ạ? tất cả đều là mồ hôi công sức sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm, nguồn lực, đúng không? tài chính và quyết tâm, nỗ lực thì chúng ta mới có thể đạt được. Cái điều rất là mừng đó là nếu mà anh chị em hợp tác và cùng với cả Carbon 58 đồng hành thì các bạn sẽ không cần đến tất cả những điều này nữa. Bởi vì sao? Bởi vì trong Carbon 58 chúng tôi đang xây dựng những hệ thống mà giúp cho anh chị em có thể tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, tiết kiệm được rất là nhiều công sức và thậm chí tiết kiệm rất là nhiều tài chính nếu mà anh chị em thực sự hiểu được hệ thống. Đúng không? Và chúng tôi có cái quy trình, quy trình lõi hướng dẫn các bạn và khách hàng của bạn có thể xây dựng được doanh nghiệp tự động hóa của mình. Chúng ta sẽ sang đến trụ cột 3 trụ cột 3 của một doanh nghiệp thành công, đúng không? Đó là gì? Chúng ta làm sao phải tìm được đúng người, đúng không? Cũng đã sử dụng sức mạnh của mạng xã hội như chúng ta biết, đó là sức mạnh của mạng xã hội hiện nay. Nếu mà chúng ta kết hợp với những cái phễu mà tự động hóa của các tập đoàn, ví dụ như là Facebook, Google hay là Instagram hay là TikTok vân vân, thì chúng ta sẽ được Uh, cộng hưởng cái sức mạnh từ công nghệ từ AI tức là trí tuệ nhân tạo rất là lớn ở trên uh, thế giới hiện nay và nó sẽ càng ngày càng phát triển bởi tất cả mới chỉ đang ở mức khởi đầu thôi uh, tổng kết lại là gì thì khi mà chúng ta có một sản phẩm và có một nội dung marketing tốt thì chúng ta cũng cần phải tạo ra được một cái hệ thống phễu uh, attraction marketing tức là marketing thu hút thật là tốt và chúng ta phải tạo ra được cái lượng người tiếp cận chất lượng cao uh, điều này nếu mà chúng ta thực hiện tốt thì chắc chắn nói là chắc chắn sẽ dẫn đến một cái doanh thu rất là lớn cho anh chị em và nếu mà chúng ta để ý thêm nữa về các phần chi phí từ cái việc là chạy quảng cáo này tạo nội dung này rồi chi phí đi lại chi phí tổ chức các sự kiện vân vân chi phí này càng thấp thì càng tốt và càng hợp lý thì càng tốt thì chúng ta sẽ thực sự tạo được lợi nhuận cao và bền vững ở trong doanh nghiệp của chúng ta à, tại sao chúng tôi lại biết được chiến lược này là thành công bởi vì sao bởi vì uh, chính các bạn đang có mặt ở đây cùng chúng tôi có rất nhiều anh chị em chắc chắn rằng đã uh, chưa từng gặp mặt chúng tôi bao giờ nhưng mà mới chỉ xem một cái video uh, quảng cáo của chúng tôi ở trên nền tảng facebook hoặc youtube đúng không ạ nhưng mà hôm nay chúng ta đang có mặt ở đây như vậy là cái phễu thu hút marketing này thực sự là đang hoạt động và hiện hữu cũng như là hoạt động rất là hiệu quả uh, chỉ có điều là chúng ta có để ý đến nói hay không thôi vậy thì uh, với những cái điều mà huy anh vừa chia sẻ thì anh chị em đều có thể bắt đầu từ ngay ngày hôm nay rồi bởi vì uh, thực ra là anh chị em cần ba nguồn lực lớn cho việc này đó là thời gian uh, tài chính và kiến thức và khi mà chúng ta hành động ngay thì chúng ta sẽ dần dần tạo được cái hệ thống như vậy uh, huy anh có hứa đầu chương trình là gì mình sẽ uh, chia sẻ cho anh chị em một cái so sánh về giá ví dụ như một vài hệ thống ở trên thế giới đúng không? và việt nam khi mà chúng ta sử dụng dịch vụ của họ để xây dựng những cái viên gạch ở trong hệ thống của mình thì cái chi phí của nó không hề nhỏ đúng không ạ và đôi khi uh, có những cái chi phí chỉ cho một mình mình làm nên một ác cao thôi chứ nếu người khác làm cùng mình thì chi phí nó sẽ đội lên rất là cao vậy thì uh, làm thế nào để chúng ta những cái doanh nhân mà chúng ta mới khởi nghiệp với cái số vốn nhỏ mà chúng ta có thể làm được như vậy nữa thì rất mừng là chúng ta không phải đi một mình nữa đúng không ạ bởi vì đã có rất nhiều doanh nhân ở trên thế giới họ đã dần dần phát triển cái này dành cho mọi người cũng giống như cái việc mà trước kia cả xóm nữa có một cái điện thoại hay một cái tivi thì bây giờ mỗi nhà đều có một cái tivi rồi thì tất cả nó đều sẽ phát triển theo hướng đó những cái gì trước kia chỉ có một số người làm được thì dần dần thị trường sẽ rất nhiều người làm được và nó sẽ được xã hội hóa và chắc chắn chúng ta sẽ có thể tiếp kiện được thời gian tài chính và sức lực của các bạn khi mà các bạn kết hợp và đồng hành cùng với chúng tôi và hệ thống này thực sự đã giúp cho hàng ngàn người trên thế giới thay đổi cuộc sống thay đổi cái cách mà họ kinh doanh của mình Vậy thì khi vào tham gia cùng K358 thì bạn sẽ nhận được gì? Đúng không? À, chúng tôi có những chương trình đào tạo video tự động hóa theo uh, thời gian biểu của các bạn các bạn không còn phải uh, thức khuya dậy sớm hay là học cố định hay là uh, đi tàu, đi máy bay để học nữa đến một địa điểm nào đó mà bạn có thể ngồi tại nhà, tại phòng khách của mình theo cái thời gian biểu của mình mà bạn không phải bỏ bê cái công việc mà các bạn đang làm các bạn hoàn toàn có thể kết hợp được với cái công việc hàng ngày của các bạn à, Ngoài ra À, chúng tôi có một cộng đồng rất là rộng lớn ngoài kia với hàng trăm thậm chí là hàng trăm nghìn thành viên ở trên toàn cầu những người mà luôn luôn sẵn sàng nếu mà các bạn chỉ cần hỏi một điều gì đó mà mọi người giúp được thì các bạn sẽ nhận được cái sự hỗ trợ giúp đỡ từ cộng đồng rất là lớn đó à, ngoài ra chúng tôi có những cái nhóm mastermind hàng tuần sẽ chia sẻ cách làm cái kinh nghiệm của những người giỏi nhất những người thành công ở trong hệ thống cho các bạn không chỉ trong kinh doanh hệ thống mà còn trong những cái lĩnh vực khác ví dụ như là trong mối quan hệ với gia đình, mối quan hệ với khách hàng, mối quan hệ với con cái, làm sao để chúng ta thực sự có được cái sự hạnh phúc không chỉ trong việc kinh doanh kiếm tiền mà trong cuộc sống của chúng ta. À, ngoài ra chúng ta sẽ có những cái buổi training về mạng xã hội và sử dụng à, mạng xã hội như một nguồn khách hàng tự động và vô tận. À, tiếp theo nữa à, đó là chúng ta sẽ được tiếp cận về cái sản phẩm đẳng cấp, à, giá cao, mang lại lợi nhuận cao nhưng mà đặc biệt nữa là nó có ý nghĩa nhân văn để mà chúng ta có thể thực sự xây dựng được mối cộng đồng mà kết hợp ba cái yếu tố đó là chuyển hóa tâm thức giúp mọi người thực sự hạnh phúc ngay cả trước khi chúng ta kinh doanh và yếu tố thứ hai đó là chúng ta có những cái sản phẩm có những cái chính sách hợp tác giúp chúng ta thực sự thành công và cái thứ ba nữa đó là sự tự động hóa và doanh nghiệp ở trên uh, online và đây chính là sáu cái quy trình mà đã giúp cho huy anh khi mà khởi đầu cách đây 2 năm thì huy anh có thể xây dựng được cái hệ thống ở trên uh, toàn cầu với hệ thống ở trên 6-7 nước và tại Việt Nam cũng là 11 tỉnh thành. Đây chính là cái quy trình mà Huy Anh đã áp dụng rất là thường xuyên, ngay cả trong cái quá trình mà Huy Anh đã làm offline, làm truyền thống trước khi mà mình đưa cái quy trình này lên online. Và Huy Anh cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ với tất cả các anh chị em trong các buổi Zoom của K358. tám à, vậy thì câu hỏi đặt ra là bạn đã sẵn sàng chưa? Bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu từ 1 đến 10 là thang điểm thì cái mức độ sẵn sàng của bạn là bao nhiêu? bạn đã sẵn sàng để thoát ra khỏi vùng an toàn của chính mình hay bạn vẫn mong muốn là sẽ làm việc theo cái kế hoạch của người khác các bạn đã sẵn sàng để sống làm việc theo một cách mới và vươn tới những kết quả nhảy vọt đáng kinh ngạc để chúng ta thực sự có thể mở rộng doanh nghiệp của mình theo cái cách mà chúng ta mong muốn hay chưa và đặc biệt nữa các bạn có sẵn sàng để mà dù là làm kinh doanh thì chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền không biết nhưng mà chúng ta sẽ được hạnh phúc tận gốc hạnh phúc đến từng tế bào các bạn đã sẵn sàng hay chưa nếu mà các bạn đã sẵn sàng thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng bởi vì chúng tôi luôn luôn có những cái training cốt lõi hàng tuần giúp cho các bạn khám phá về bản thân. Các bạn thực sự có thể về được ngôi nhà hạnh phúc của mình trước khi cả các bạn kinh doanh. Và đây là một cái yếu tố mà tại sao chúng tôi đưa lên hàng đầu bởi vì chúng tôi biết rằng trên thị trường cũng có rất 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 nhiều những người thực sự là kinh doanh bằng tâm, thực sự là hạnh phúc và thực sự làm những điều ý nghĩa cho khách hàng, cho bản thân, cho gia đình và cho cộng đồng. Và đó là cái điều mà chúng tôi mong muốn cùng với các bạn tạo lên. Chúng tôi không muốn chúng ta chỉ kinh doanh kiếm tiền mà chúng ta muốn thực sự cùng nhau xây dựng được cộng đồng hạnh phúc. Ngoài ra, những cái buổi training cốt lõi hàng tuần sẽ giúp cho các bạn luôn luôn cập nhật được những cái kiến thức mới nhất, cần thiết nhất, tinh gọn cho công việc của các bạn. Chúng tôi có những cái quy trình cụ thể và rõ ràng để giúp cho các bạn, khi các bạn cần thì các bạn biết được từng bước 1, 2, 3, 4, năm các bạn sẽ làm điều gì. Và những cái buổi training đó cũng sẽ được ghi lại và được cập nhật để các bạn có thể truy cập bất kỳ lúc nào tại mọi nơi và đó chính là cái lý do mà bạn không nên làm việc gì một mình đúng không ạ? Bởi vì thứ nhất là cái chi phí, bởi vì cái thứ hai nữa đó là gì? Có một cộng đồng lúc nào cũng đang sẵn sàng đồng hành cùng với các bạn, cộng đồng của những người thực sự là kinh doanh bằng tâm thực sự là đang ở khắp nơi trên thế giới. Chỉ cần các bạn cam kết thôi, thì chúng tôi cũng sẽ cam kết là sẽ tiết kiệm ra rất nhiều chi phí cho các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì có rất là nhiều hệ thống ở trên toàn cầu thì ví dụ như các bạn phải trả phí là 150 đô một lần chẳng hạn hay là 50 đô một năm đó thì hiện nay với K358 thì chúng ta sẽ không có cái phí đó Đúng không? chúng ta không có cái phí đó mà các bạn hoàn toàn có thể có được những cái chương trình này với cái giá 0 đồng. không đồng đây là cái điều mà chúng tôi cam kết với các bạn trong thời điểm này và nếu bạn nào mà hành động nhanh thì chúng ta hoàn toàn sẽ đi trước thị trường rất là nhiều À, ngoài ra các bạn sẽ được học một tháng miễn phí cùng với nhóm quy trình cốt lõi đúng không? để nắm được mọi quy trình và sản phẩm ở trong kinh doanh của chúng tôi. Đó. Và cái câu hỏi tiếp theo là gì ạ? Vậy thì uh, tôi phải làm gì đúng không ạ? Chắc chắn là sẽ có những bạn đang rất là tò mò, đang rất là thích. Vậy thì điều cần làm cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn hãy đăng ký theo đường link uh, carbon k358success.com hay là theo quét mã QR code và để lại email của các bạn và chúng tôi sẽ gửi cho các bạn các thông tin quan trọng nhất và các bạn sẽ được vào nhóm cộng đồng Facebook của chúng tôi một nhóm kín mà chúng tôi chia sẻ với nhau tất cả những kinh nghiệm mà chúng tôi đồng hành cùng với nhau và ngoài ra thêm quà tặng nữa là các bạn sẽ được đặt hẹn 30 phút 1:1 một một với một người mentor người đã giới thiệu các bạn cái video này đúng không ạ à, trong thời hạn 10 ngày sau khi đăng ký à, đó chính là cái điều mà cuối cùng vì muốn chia sẻ ngày hôm nay và hãy nhớ rằng à, không có cái gì đến với các bạn một à, khi mà các bạn không đầu tư cái gì cả đúng không ạ vì vậy ai hành động và nhanh chóng đầu tư bằng những cái nỗ lực bằng thời gian của mình thì các bạn sẽ sớm đạt được thành công cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bên trong xin chào và hẹn gặp lại